Cuộc đời vẫn đẹp sao? Cùng đường, anh Lưu quyết định bán thận cứu Thạch. Sau khi bán máu được mấy lần mà anh Lưu đã thấy trong người kiệt quệ, sức khỏe giảm sút, hoa mắt chóng mặt. Xem ra tình hình này nếu tiếp tục thì không ổn. Nhưng khi mà thằng Thạch lại bị đòi nợ lên cả tận trường lại càng khiến cho anh Lưu lòng như kiến cắn. Lưu quyết định dùng hết vốn tự có của mình, anh sẽ bán thận. Chuông báo thức kêu inh ỏi mà không tài nào Lưu có thể mở mắt được. Phải đến lúc Luyến chạy qua đập cửa thì anh mới gượng dậy. Từ đợt bán máu cứ 3 ngày anh Lưu bán một lần, rồi về nhà lại quần quật kéo hàng cả đêm cả ngày. Ăn không dám ăn, chỉ dám ăn cái bánh mì cầm hơi. Đến hôm nay đã đi bán lần thứ 5, hôm nay đã gượng dậy không nổi. Xem ra tình hình này không ổn, anh Lưu thở dài. Vốn dĩ anh dự tính một lần bán được khoảng 3 triệu, anh sẽ bán 3 ngày một lần, vị chi 2 tháng là khoảng 20 lần, tính ra được 60. Còn đâu 30 thì anh sẽ cày ngày cày đêm, một tháng kiếm khoảng 15 triệu cũng là nằm trong tầm tay. Nhưng đó là anh tính cách làm việc cho robot, chứ người thì phải ăn phải uống rồi phải nghỉ ngơi ốm đau bệnh tật. Chưa kể bán máu xong, nếu muốn duy trì khỏe mạnh để mà tiếp tục bán thì còn phải ăn uống tầm bổ. Nhưng tính ra mới bán được lần thứ 5 mà anh Lưu đã như khuỵ đầu gối. Rồi thằng Thạch ở trên trường cũng bị bêu rếu khắp nơi. Xem ra món nợ này nếu không trả sớm thì e rằng nó sẽ bị đuổi học mất. Lòng Lưu như lửa đốt, mất ăn mất ngủ. Chợt sực nhớ ra hôm kia đi bán máu, nghe hai ông kia ngồi nói chuyện bán thận mà được tận mấy trăm củ, lại còn được bọn chúng đưa về nuôi ăn nuôi uống nữa. Thôi thì hy sinh để bố cũng cố để con. Anh Lưu tính toán giờ mà được vài trăm củ thì trả 100 cho thằng Thạch, còn 100 thì gửi tiết kiệm ở nhà dưỡng già, chứ giờ cũng có sống đếch mấy nữa đâu mà lo. Vậy là anh Lưu quyết định tìm đến để hiến thận. Vừa đến thì bọn cò vạc đã vây xung quanh kín như ruồi bâu. Liệu rằng trước đám ăn thịt người này, anh Lưu có bị chó cắn áo rách thêm một lần nữa, bị bọn chúng lừa hay không?